Kính chào quý vị, lại một lần nữa Đại Liên Thanh có mặt ở trên trang để chúng ta có thể có cùng nhau được những cái phần review thật sự là xuất sắc và cũng như là phô bày được tất cả những chi tiết của sản phẩm mà quý vị khách hàng của chúng ta đều muốn biết, phải không ạ? PSD Sound of Kindness chính là âm thanh của sự tử tế. Ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị khán giả của chúng ta đây một cái model subwoofer đôi, dual subwoofer rất là mạnh mẽ, với kích thước của mỗi cái củ sub ở trong này chính là 21 inch, tương đương với sub 6 tấc. Đây không gì khác ngoài B221. Qua những lần demo đã làm rõ được danh tiếng của mình cũng như là sức mạnh của em nó ở trên các cái dàn series sự kiện của BSD, thì đây là một trong các cái mẫu mạnh nhất từ trước đến giờ mà công ty Đại Liên Thanh cũng như được sản xuất dưới tên của thương hiệu BSD. Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để cùng đi vào các cái chi tiết. Đầu tiên toát lên cho mình ngay lập tức khi mà quý vị nhìn vào chính là cái phần lưới cực kỳ là dày dặn, phần lưới 2 ly. Ở đây chúng ta sử dụng là tôn loại tốt nhất và cao cấp nhất ở Việt Nam, cũng như là công ty Đại Liên Thanh đã cầu kỳ sử dụng một cái lớp sơn tĩnh điện thuộc loại top đầu của thị trường Việt Nam chúng ta để đảm bảo rằng mọi thứ luôn trơn tru, sáng loáng và cũng như là một cái lớp bảo vệ cũng như cái giao diện mặt trước thật sự là đẹp đẽ cho khách hàng của công ty Đại Liên Thanh cũng như người sử dụng của BSD có được một cái giao diện mạnh mẽ nhất đối với mẫu này. Chúng ta có thể thấy là logo BSD ngay tại đây nhẹ nhàng và sáng loáng lên ngay lập tức trước cái sản phẩm. Nhìn thoạt qua vẻ bề ngoài thì quý vị chúng ta chắc hẳn không thể bỏ qua là đây là một trong các cái model loa có cái sự gấu, có nghĩa là cái gấu của cái bề ngoài ngoại hình của em nó thật sự rất là ok và sáng láng khi mà chúng ta để vào làm cái dàn sự kiện của chúng ta, phải không nào? Thật sự ra đây là một cái phiên bản lớn hơn của B218 chúng ta vừa review ở các tập trước, thì 218 là phiên bản nhỏ hơn của em này. Chúng ta có thể thấy là cái thiết kế ở mặt trước nè, vát xéo cạnh, các cạnh bên đều rất là đẹp. Đây, cái cạnh vát xéo tỉ mỉ từng chút, quý vị có thể thấy các cái góc nè, không hề có một cái điểm thừa nào hết, mọi chi tiết đều được làm rất là mạnh mẽ và ok luôn. Chúng ta sử dụng là ván ép một cách cực kỳ là chất lượng luôn, và loại ván ép của Đại Liên Thanh chúng ta đang sử dụng là một trong các loại ván ép thật sự phải nói là có chất lượng rất là đặc biệt ở trên thị trường hiện tại, vì được đặt để sử dụng những cái loại ván ép có những cái loại mật độ nén và các cái chất lượng tiêu chuẩn của loại gỗ rất là riêng. Và tôi sẽ đi sâu vào cái phần đó khi mà chúng ta dắt quý vị đi thẳng vào trong xưởng mộc của chúng ta để xem các cái quy trình sản xuất như thế nào. Qua các cái giai đoạn CNC và lắp ghép sản phẩm một cách rất là riêng và cũng như là có các cái kỹ thuật riêng của công ty Đại Liên Thanh, thì quý vị có thể thấy là các cái độ liền lạc của sản phẩm cũng như là cái mật độ nén của sản phẩm ở mọi cái điểm gõ vào như thế này đều có sao tiếng, gần như là tất cả mọi thứ đều chuẩn chỉ và bằng nhau hết. Quý vị có thể thấy là chất lượng như thế. Ở đây chúng ta có là các cái ke nè, thì những cái thứ này để làm gì? Nó có một mẫu âm và một mẫu dương, là để khi mà chúng ta đặt hai sản phẩm subwoofer lên trên nhau, hai mẫu này sẽ tự động ghép nối lại với nhau, không cần chốt, không cần dây cáp gì quá nhiều, mà quý vị có thể có được cái độ chắc chắn, nhất là đối với những cái model loa mà có cái sự mạnh mẽ và cái tầm hoạt động nó khi mà hoạt động tạo ra những cái rung chấn rất là lớn. Chúng ta hãy cùng đi ra mặt sau để chúng ta xem thêm về các cái tiêu điểm kỹ thuật cũng như là các cái tiêu điểm cơ bản của loa nhé. Đối với B221 thì chúng ta sẽ có ở đây, đó chính là củ sub chúng ta sử dụng trực tiếp từ Lavosi SAN214.50 nhân 2 củ, bởi vì đây là sub đôi, thì mỗi củ này sẽ có công suất là 1700W, do đó tổng công suất đầu ra loa chính là 3400W thưa quý vị. Chúng ta sẽ có trở kháng tiếp tục là 4 ohm và đáp tầng là từ 30 cho đến 200Hz. Đối với model này, quý vị thấy là một cái sự trình bày sản phẩm rất là đơn giản và hiệu quả. Đằng sau cái mẫu loa thì đây là cái trạm jack cắm vào, thì chuẩn đầu Speakon 4 pin NL4. Thì ở đây mình thấy là các cái sản phẩm chúng tôi đã trưng bày một cách tốt nhất và sản xuất ra với một cái giao diện một cách chất lượng nhất cho toàn bộ anh em người tiêu dùng của chúng ta có được. Ở đây chính là cái sự bền bỉ của cái gì ạ? Chính là lớp sơn nhựa Polyurea. Polyurea chính là sơn hai thành phần được nung với mật độ rất là, cái nhiệt độ rất là cao, và sau khi đó là được nén với một cái áp suất rất cực kỳ lớn luôn, phóng thẳng lên trên bề mặt của thùng, tạo cho nó một cái độ dày cực kỳ đặc biệt. Khi mà va chạm cũng rất là giảm thiểu tất cả mọi cái sự trầy và cũng như là tăng tuổi thọ của sản phẩm lên một mức cực kỳ là đáng kể. Đi đến đó, chúng ta hãy không thể nào thiếu được, đúng không quý vị? Đó chính là cái phần chi tiết của củ loa. Ở đây, tôi đã chuẩn bị sẵn trên trang của Lavosi Italiana, lavosispeaker.com. Đây là tiêu chí của sản phẩm
SAN214.50. Ở đây tôi sẽ giải thích từng phần cho quý vị có thể dễ hiểu. SAN ở đây có nghĩa là gì? S chính là củ súp, A là aluminum, tượng trưng cho cái sườn. Đây là cái phần sườn. Đó, cái phần này người ta gọi là basket, có nghĩa là cái phần khung sườn của loa để gia cố lại chịu lực. Và aluminum là một trong các cái nguyên liệu làm sườn rất là đặc biệt, bởi vì cái đặc tính của sự dẻo dai cũng như cái sự bền của nó ở trên các cái chi tiết của sản phẩm. N đây là neodymium, và 21 là 21 inch súp 6 tấc. 4.5 đây chính là Voicom 115mm. Voicom 115mm, Voicom là 4.5 đó quý vị. Ở đây chúng ta có thể thấy đây các tiêu điểm của sản phẩm này như sau. Côn 4.5 làm từ vật liệu là CCAW, có nghĩa là dây lõi đồng và bọc nhôm. Chúng ta có được cái sự truyền dẫn rất là mạnh mẽ và kỹ cương ở trong một cái model sản phẩm phải nói là uy lực như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ có độ nhạy của mỗi củ loa là 98 dB SPL, sensitivity đã khai báo rất là rõ trên này, tất cả mọi người đều có thể coi được nhé. Ở đây là trên trang trực tiếp của trang lavosi.com luôn. Rồi chúng ta có FEM, Optimized Motor and Suspension, có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái quá trình giống như là ta gọi là trong đó là cái động cơ, có nghĩa là cái voice cone và cái quá trình di chuyển của voice cone ở bên trong. Và cái suspension có nghĩa là cái bộ phận di chuyển của cái loa, cái nhện loa và cái màng loa đã được trải qua quá trình FEM. Tóm tắt cơ bản cho quý vị nào chưa hiểu thì FEM chính là một quá trình khi mà trải qua thì sản phẩm sẽ được ra ngoài thị trường, ra khỏi cái khâu sản xuất xong, sản phẩm sẽ quay trở lại để được kiểm tra một lần nữa bởi các cái dàn chuyên gia và các cái dàn máy móc cực kỳ là hiện đại để đảm bảo rằng mọi thứ, mọi chi tiết đều đã được tối ưu hóa từ cái việc nhận công suất, độ nhạy và mọi thứ luôn. Tất cả đều phải được rất là kỹ càng. Thì quý vị có thể thấy là cái sự kỹ càng và cái bản chất đẳng cấp của châu Âu đã nằm ở trong sản phẩm này rồi. Quý vị có thể yên tâm và sử dụng bất cứ khi nào, và mọi chính sách bảo hành đều được đảm bảo cho tất cả quý vị ở đây. Thêm một vài ý nữa trước khi chúng ta đi đến phần kết, đó chính là củ loa có hệ thống làm giảm nhiệt tự động được rất là tối ưu luôn. Và chúng ta có double silicon spider ở đây, có nghĩa là chúng ta có cái nhện loa được nhân đôi lên, có nghĩa là dùng hai cái nhện loa để làm rất là tốt trong cái phần mà co giãn của cái củ loa, cái màng loa khi mà nó hoạt động với một cái mức công suất rất là khủng, bởi vì đây là củ loa 6 tấc. Thì đây một cái chi tiết để chúng ta có thể đánh giá được, chính là người ta khai báo luôn cái mức độ hoạt động, có nghĩa là cái biên độ dao động là 48mm, 1.9 inch peak to peak, có nghĩa là cái màng loa khi mà nhận công suất vào để tái tạo tần số nó sẽ di chuyển lên và thụt xuống. Thì cái khoảng di chuyển đó là 48mm, là một cái khoảng di chuyển rất là mạnh mẽ cho một cái model subwoofer. Thì do đó cần những cái điều kiện rất là đặc biệt và những cái chế tác cực kỳ là tinh xảo để có thể tái hiện được những cái sao tiếng đó. Tôi tin là những quý vị ở đây ai đã từng có mặt tại những cái buổi pro sound hoặc những cái buổi demo mà BSD có tham gia đã từng có được những cái cơ hội rất là tốt để có thể trải nghiệm cái dòng sản phẩm tuyệt vời này. Đây chính là công ty cổ phần điện tử Đại Điện Thanh. Và vừa rồi quý vị vừa nghe xong phần review một cách hoàn chỉnh về model subwoofer B221. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đây là BSD, âm thanh của sự tử tế.